Mà chào tất cả các cháu đã quay trở lại với kênh VTut bà Lý Sơ Lít. Bà Lý Vlog, các cháu ơi, hôm nay bà lại làm clip. Bà làm clip món thịt nướng siêu cay các cháu ạ. Các cháu xem và ủng hộ kênh VTut bà Lý Vlog cho bà nhá. Bà chào tất cả các cháu nhá. Clip.